Chào mừng các bạn đến với băng đảng đại chiến. Các bạn chính là những người được chọn để đào ung trùm. Hãy thể hiện lòng kiêu hãnh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi. Bây giờ chúng ta lại trò chơi hít tất. Bạn sẽ phải chống đẩy người cái và hít. Chỉ quên hết.
Phòng ngủ vãi, xuống hẳn em. 2 3 Mín đờ phải hít vào, hít vào đi. 5 Mặt đói rồi. 6 5 7 8 Rồi cố lên, cố lên. 9 Cố lên vào đây, còn cái nữa. Chung 10 Rồi mà anh em bạn nhá, mà anh em nghe. Nhưng mà thử xem con nút được. Rồi mà 2 lần nữa. Không thủy đầu lộn đấy. Em cầm cho nó được, từ đâu các em cầm được không? Ấy giờ đổi cố bản liên tục luôn nhá, liên tục luôn nhá. Nào từ từ nào. Như nào, quan này có dạng ra liệu liệu đấy không? Để mọi người trò chuyện đã. Ngon quá anh. Thử. Thôi, cho cả đây. Cố lên anh em, cố lên.
để lại mỗi miếng thử. Không, cái em không cần đâu. Đây, cho cảm. Thôi, em no rồi, em no rồi. Em nhìn anh ăn đấy, em thấy no rồi. Thế luôn nha. Mày ngay hết đi, không cần thở. Kinh quá. Mình cũng thấy cái mùi cứ khóng khóng. Có trong có chờ thấy mùi chua ta mà. Chờ chờ. Chờ. Nó chưa hạ khóng. Hết chưa? Hết chưa? Đúng rồi. Ngọt hết cái bàn thôi. Áo không ổn sao? Chưa nhanh hết. Chưa hết à? Khóc rồi. Khóc thật đấy. Bao giờ anh ok lắm rồi. Cái mũi tờ mà anh em cứ không giờ cho có gì tính nữa.
sau rồi chiến tiếp theo, chúng tôi sẽ trở lại.